chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một model máy giặt đầu ngang mới của năm 2019 hãng Electrolux 10 cân Invector với mã sản phẩm là E2FF1023BESA. Thì dòng mới này có thiết kế kiểu dáng mới hơn và nhiều tính năng mới so với dòng cũ. Trước hết thì ta có thể nói qua về cách thiết kế và kiểu dáng nó khá hiện đại. Đầu tiên ta phải nói đến cái cửa lồng. Cửa lồng giặt này nó thiết kế là size 3XL giúp việc cho quần áo và lấy quần áo dễ dàng hơn so với lồng trước, thì giúp nó nhìn như lồng giặt nó thoáng hơn. Và tiếp theo đó thì sau ta có thể để ý đến bảng điều khiển. Dòng này thì nó thiết kế đối xứng giữa bảng điều khiển và bên một bên khay cho nước giặt và nước xả, thì nó hai bên nó đối xứng nhau hơn. Sau đây thì mình sẽ nói qua các tính năng mới của nó. Đầu tiên ta phải kể đến là tính năng Ultramix Evo. Đây là công nghệ Ultramix đời mới với thiết kế giúp nước được phun vào lồng giặt nó góc độ rộng hơn, giúp xà phòng được phun đều và rộng hơn vào các lồng giặt. Sau đó thì ta phải kể đến cảm biến Samsung Watt. Cảm biến Samsung Watt này giúp cảm biến độ bẩn của quần áo và dư lượng bột giặt, từ đó đưa ra cái chế độ giặt nó hợp lý và giúp sạch quần áo nhanh hơn. Dòng này thì có thêm một tính năng mới nữa là tính năng Ecomix. Trong quá trình giặt thì tính năng này sẽ giúp ngăn không cho nguồn nước trong quá trình giặt bị thoát ra khỏi ống nước, tránh thất thoát chất chảy rửa. Những cái dòng mới của năm 2019 của hãng Electrolux này đều có cảm biến lượng đồ giặt với cảm biến tải trọng cho biết được trọng lượng tối đa có thể giặt cho từng chế độ, tránh giặt thừa cân hay thiếu cân, giúp đạt được cái hiệu quả tối ưu cho từng chương trình giặt tốt hơn. Và đặc biệt là năm nay thì Electrolux sẽ đưa ra tính năng kết nối wifi cho hầu hết các dòng máy giặt, giúp người dùng có thể điều khiển cái tính năng của máy từ xa thông qua hệ thống điện thoại và wifi. Đây là dòng máy giặt 10 cân mới của năm 2019 của Electrolux. Nếu các bạn muốn tham khảo trải nghiệm là thì các bạn có thể qua siêu thị HC Hải Dương, địa chỉ là 354 đường Thanh Niên Kéo Dài, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Xin chào và cảm ơn các bạn.